Sự thật về giới tính và đứa con rơi của Ngô Đình Diệm. Từ trước đến nay, nghi vấn về giới tính của cựu tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ Ngô Đình Diệm luôn là một câu chuyện hấp dẫn được báo chí và dư luận đề cập rất nhiều. Đến nỗi một số nhân vật tai to mặt lớn của chính quyền Sài Gòn cũ và thậm chí là cả chùm CIA ở Sài Gòn trước năm 1975 đều dành một phần trong hồi ký để nói về chuyện này. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán hoặc nghe gián tiếp chứ chưa ai có đủ tư liệu để khẳng định. Trong những câu chuyện tình yêu của Ngô Đình Diệm, giới truyền thông khi đó đưa ra hai nghi vấn lớn. Ông Diệm là người đàn ông bất bình thường về tính dục, hay ông Diệm bị xuôi cò trên bảo dưới không nghe. Câu chuyện của giới truyền thông đã thu hút sự tò mò của dư luận trong suốt một thời gian dài. Nhiều nhân chứng thân cận với ông Diệm trong phủ tổng thống, tư tướng Trần Văn Đôn đeo hàm thiếu tướng, tham mưu trưởng quân đội dưới thời Ngô Đình Diệm, cho đến Phạm Văn Nhu, cựu chủ tịch quốc hội nền đệ nhất Cộng Hòa của chính quyền Sài Gòn cũ, thẩm phán Nguyễn Cần hay tri phủ Ngọa Thế Cầu, những người bạn của cả gia đình họ Ngô, Phạm Văn Nhu, bạn học thời niên thiếu và thậm chí là cả chùm CIA tại Sài Gòn khi đó là tướng Lansde cũng đã lên tiếng qua các phương tiện truyền thông hoặc trong hồi ký về chuyện này. Landes Chùm CIA ở Sài Gòn một thời đã viết trong hồi ký rằng, khi tôi đề nghị với Diệm về việc đi nghỉ mát ở bờ biển, Ngô Đình Diệm không chịu đi, tôi biết có một ngôi biệt thự của chính phủ giữa một dạng thông trên bãi biển long hải tỉnh bà rịa vũng tàu rất tiện đường xe từ sài gòn ra nơi đây là một địa điểm nghỉ mát lý tưởng dù diệm không có ý kiến rõ rệt nhưng gia đình diệm ai nấy cũng hăng hái với đề nghị này chỉ vì không muốn phá bỏ bầu không khí vui vẻ của mọi người trong gia đình nên đã đồng ý đi nghỉ cuối tuần dẫu vậy nhìn vẻ mặt diệm chẳng thấy hài lòng khi đưa ra quyết định đó trong chuyến đi ấy, cận thân đã mang cho Diệm mấy cái quần tắm, nhưng ông ta không thích dùng, mà chỉ thích dùng đồ lót của mình. Nhiều người rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Diệm chỉ mặc loại quần lót dài thời xưa, dài quá đầu gối. Trong hồi ký của tướng Trần Văn Đôn kể rằng, những buổi tối rảnh rỗi, Ngô Đình Diệm thường gọi cho một số người thân cận vào dinh để ngồi nói chuyện về chính trị. Chuyện riêng tư của ông cho họ nghe. Tướng Lê Văn Tị Trần Văn Đôn và Văn Thành Cao là những người hay được ông Diệm đột ngột triệu tập vào dinh, có khi sau 10 giờ đêm. Qua những câu chuyện đó, họ lầm mơ đoán rằng ông Tổng thống đầy quyền lực một thổ, không lập gia đình. Có lẽ do thời niên thiếu và cả lúc trưởng thành đã được chứng kiến cảnh vợ chồng bất hòa, cảnh bà vợ hỗn láo với các ông chồng. Nguyên nhân nữa là do ông Ngô Đình Diệm không thể nào quên được mối tình đầu với tiểu thư Trang Đài, con gái út của quan tuần Triều Nguyễn đã đi tu trong một dòng tu kín ở Sài Gòn nên sau này ông Diệm tự dưng cảm thấy ngán lấy vợ nên chỉ sống độc thân cho đến lúc về với thế giới bên kia. Sau này, Ngô Đình Cẩn là em út của ông Ngô Đình Diệm cũng cho biết, ngay từ hồi còn niên thiếu, ông Diệm đã không thích gặp hay là trò chuyện với bất cứ người đàn bà, con gái nào, trừ mẹ và chị em ruột trong gia đình. Cứ mỗi lần có ai tới thăm mà đeo theo con gái là y như rằng Ngô Đình Diệm lẩn mặt khó ai mà có thể thuyết phục ông ra chào hay là tiếp khách. Mọi người trong gia đình thấy Diệm đã lớn tuổi nên ra sức khuyên bảo và nhiều lần ban đến chuyện vợ con cho ông Diệm. Nhưng lần nào cũng vậy, ông đều gạt đi rồi giải thích theo lý riêng của mình. Tôi còn phải để ý thì giờ, ý chí, nghị lực làm việc trọng đại khác chứ không thể phí phạm cho một người đàn bà. Tuy nhiên, ngược lại, lại có nhân chứng quả quyết rằng ông Diệm từng có tình nhân và đã có một con trai với một phụ nữ nam bộ không hôn thú. Ngoài ra, ông Diệm còn có một mối tình rất sâu nặng với một người con gái Huế và năm 1954, trong một chuyến đi bí mật, đã tìm gặp lần cuối người con gái này tại Sài Gòn. Sự thực bức ảnh bí ẩn nổi tiếng năm 1989, tướng Trần Văn Đôn, một lãnh đạo quan trọng trong cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963 có kể. Sau đảo chính, ông Võ Văn Hải, tránh văn phòng của dinh độc lập dưới thời Diệm, có giao cho tôi một số tài liệu để cất giữ và dặn rằng tôi phải giữ cho kỹ. Một hôm tôi nhận được một số hồ sơ do sĩ quan cấp dưới giao, trong đó có hình một người đàn bà đứng bên cạnh là đứa con trai khoảng 13, 14 tuổi. Có một bức thư kèm theo nói rằng đứa bé trong hình là con của Ngô Đình Diệm. Khoảng 5 năm sau tôi được cô TN cho biết Ngô Đình Diệm có một con trai, lúc đó tôi mới nhớ ra tấm hình và bức thư, liền đưa cho cô TN xem thì ra cô TN là thân nhân của người đàn bà kia, Trần Văn Đôn viết trong nhật ký. Sau này, một trong những người thân cận nhất của gia đình họ Ngô là ông Cửu Long Lê Trọng Văn cũng cho biết đã gặp nhân chứng của câu chuyện bí mật này là bà Hoàng Tỷ, có chồng là giám đốc một trường trung học tư thục ở Sài Gòn và Lê Căng Đảm, giám học trường của chồng bà Hoàng Tỷ. Theo đó, người đàn bà ấy quê ở Miệt Hậu Giang, con gái một gia đình trí thức. Khi ông Diệm xuống thăm anh trai là giám mục Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long thì hai người quen nhau. Sau khi ông Diệm làm tổng thống, gia đình họ Ngô muốn giữ tiếng tăm nên người đàn bà ấy đã không dám tiết lộ với ai về đứa con trai giữa bà và Ngô Đình Diệm. Lúc người phụ nữ này tá túc tại nhà bà Hoàng Tỷ, có nhờ bà Tỷ giao thư và ảnh đến tận tay cho Ngô Đình Diệm, nhưng bà Hoàng Tỷ lại không đi mà nhờ em gái mình Em gái bà Hoàng Tỷ mang ảnh và thư về đưa cho người con trai là Lê Căng Đảm tìm cách chuyển thư. Lá thư ấy đã đến tay Ngô Đình Diệm một thời gian mà không thấy tin tức hồi âm gì. Người đàn bà ấy đành dắt đứa con trai về Hậu Giang sống âm thầm với kỷ niệm đau buồn. Trước khi biết bà có thai với Ngô Đình Diệm, gia đình bà cảm thấy nhục nhã nên đuổi bà ra khỏi nhà. Bà phải sống cơ cực, thiếu thốn. Năm 1964, cô TN hỏi tin tức về người con trai của ông Diệm. Thì được biết, anh ta đã nhập ngũ và chỉ là một người lính bình thường thôi. Đến nay vẫn chưa có chút ánh sáng gì về hai mẹ con bất hạnh này. Nhắc đến chuyện này, ông Nguyễn Hữu Thủy, người hầu thân tín của Ngô Đình Diệm xúc động kể lại có những đêm ông Diệm không ngủ, đem tấm hình hai mẹ con lưu lạc trong đó ra nhìn ngắm. Một lần tôi đang có mặt ở đó để hầu hạ thì ông Diệm có phân bua với tôi rằng: "Thân thế mình đang gánh trách nhiệm nặng nề như thế này đây, làm sao mà nhìn nhận hòn máu tội lỗi này." Ngoài một lần duy nhất đó thì ông Thủy cũng không biết thông tin nhiều hơn về chuyện người con rơi của Ngô Đình Diệm. Theo một số tư liệu khác, nhiều người cũng cho rằng sở dĩ Ngô Đình Diệm không muốn đi nhận con và cũng không kết duyên với ai còn có một nguyên nhân khác. Ngô Đình Diệm vốn dĩ là một người khó yêu, lại vướng vào một mối tình đầu nghiệt ngã nhưng quá sâu đậm đến mức không thể quên được. Năm 1918, Diệm học tại trường Pellerin ở Huế, một trường dòng của công giáo. Lúc này Diệm 17 tuổi, cái tuổi biết yêu, tuy có tự hứa với lòng và bạn thân rằng không màng chuyện yêu đương chỉ để chuyên tâm vào việc học, nhưng thời gian này Diệm cũng có một mối tình với người đẹp cố đô. Đó là một chuyện tình thơ mộng do chính Ngô Đình Diệm kể lại với bạn thân là chi phủ ngọa thế cầu và khá chi tiết. Không hiểu tôi gặp người con gái ấy có phải là do thánh ý hay không. Buổi buổi chiều, vừa đạp xe trước cửa nhà, từ phía nhà thờ Phú Cam, gia đình của quan thượng thư họ Nguyễn cũng vừa xem lễ chiều xong. Quan thượng Nguyễn với thầy tôi là chỗ đồng học khi xưa ở Penang và là bằng hữu nên khi quan thượng Nguyễn gặp tôi là nhận ra ngay. Sau đó, ngài giới thiệu tôi với bà thượng và mấy người con, trong số đó, người con gái út là tiểu thư Trang Đài, nàng đẹp tuyệt vời, khuôn mặt nàng tỏa ra vẻ thánh thiện. Tôi đánh bạo mời quan thượng thư và gia quyến vào thăm nhà, nhưng ngài viện cớ phải về gấp, cả hai ông bà đều gửi lời thăm hỏi thầy mẹ tôi, còn nàng thì e thẹn cúi đầu lễ phép chào tôi. Khi họ đi rồi, tôi lặng lặng nhìn theo. Tối hôm đó, tôi có mang cuộc gặp gỡ này trình với thầy mẹ tôi và cũng nói cho thầy mẹ biết tôi đã thay mặt gia đình mời họ vào nhà xơi nước. Mấy ngày sau, vào sáng Chủ nhật, tôi vừa lên được mấy bậc tam cấp nhà thờ Phú Cam thì thật bất ngờ tôi lại gặp Trang Đài cũng vào nhà thờ xem lễ. Khi nhìn thấy Trang Đài, tôi bối rối và nghĩ có nên chào nàng cho phải phép hay không. Giữa lúc chưa quyết định chào hay không thì nàng đã lễ phép cúi đầu chào tôi trước xong lễ chúng tôi đã gặp nhau trước sân nhà thờ lần này tôi đánh bạo chào hỏi nàng trước cụ thể hàng tuần vào sáng chủ nhật chúng tôi lại gặp nhau và không còn rụt rè ngần ngại nữa mà tỏ ra rất tự nhiên học hết trung học tôi được gia đình cho ra miền bắc học nên tôi và trang đài chưa nói với nhau chuyện yêu đương nhưng trong ánh mắt chúng tôi đã có cái gì quý mến nhau khi gặp Trang Đài lần cuối, chúng tôi không thể non hẹn biển, tôi chỉ ngỏ lời tạm biệt nàng và hẹn khi nào học xong, có dịp về Huế sẽ tới thăm nàng. Nhưng sau khi Ngô Đình Diệm đi học và khi ra trường đi làm việc thì Trang Đài đã đi tu trong một dòng kín ở Sài Gòn. Phạm Văn Nhu, cựu chủ tịch quốc hội của chính quyền Sài Gòn cũ dưới thời Ngô Đình Diệm kể cho biết, năm 1954, có cùng ông Diệm đến thăm một người phụ nữ khi ông Diệm gõ cửa, một người đàn ông chạc 50 tuổi ra mở cửa. Vừa thấy ông Diệm, ông ta đã cúi đầu kính cẩn thưa. Mời cụ lớn vào. Ông Diệm hỏi ngay. Bà có nhà không? Người đàn ông thưa. Bà con vừa ra nha trang. Mời cụ vào nhà dùng nước đã. Nghe nói thế, vẻ mặt đang vui của ông Diệm bỗng nhan ra, nói chống không. Lạ chi hẻ, đi Nha Trang mà không cho biết chi hí. Đứng bẩn thần một lúc, rồi ông Diệm hỏi người đàn ông. Ông có biết bà ra Nha Trang ở nơi mô không? Người đàn ông trả lời có biết, ông Diệm liền vui vẻ trở lại và hỏi ông Nhu, ông mang giấy bút ghi lại địa chỉ cho tôi ngay. Trên đường về, ông Diệm còn nói, con mẹ nó hiền đức lắm, tuy lấy Tây nhưng lòng dạ tốt lắm, nhờ con mẹ đó tôi đã cứu được nhiều người bị mật thám Tây bắt, chồng con mẹ đó làm ở sở mật thám Liên bang, boss Katinat. Chính vì việc chồng con mẹ đó can thiệp khi ông Diệm nhờ cứu một số bạn bè mà ông ta bị thải hồi thất nghiệp phải lên Đà Lạt làm cho một hãng xe hơi, sau đó ông ta bị tử nạn trong một tai nạn máy bay trên không phận Sài Gòn. Về tới nhà, ông Diệm bảo ông Nhu chuẩn bị hành lý đi Nha Trang ngay, hôm sau hai người đã có mặt tại Nha Trang. Ông Nhu đi tìm địa chỉ về báo lại cho ông Diệm biết. Khi gặp bà ta, ông Nhu mới hay người đàn bà này không ai khác hơn chính là người con gái cố đô năm nào mà ông Diệm đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Ông Nhu còn cho biết đây là một người phụ nữ xinh đẹp ăn nói duyên dáng mặn mà, bà ta ra Nha Trang để thăm xứ Thủy Dương lần cuối trước khi sang Pháp sống nơi quê chồng. Theo lời ông Phạm Văn Nhu, kể từ đó trở đi, không bao giờ nghe ông Diệm nhắc tới ba tiếng con mẹ nó. Câu chuyện thời chiến tranh của kênh tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên tiếp tục cập nhật kênh của chúng tôi để biết thêm những câu chuyện lịch sử hấp dẫn khác nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!